bây giờ là hai vợ chồng sống trong cô quạnh trong cái phòng trọ như này, gọi như là đây đúng mới thực sự là nằm chờ chết đây nè. Chứ thấy là YouTube đưa lên là cứ chờ chết mà đang sống giải đành đạch, chứ còn chú này là không giải được nữa đâu quý ông bà chú anh chị ạ. Gì đâu, trời ơi, nguyên một cái vết mổ, cái đường mổ tùm lum hết, anh đừng có giờ bây giờ là đi không được nữa rồi quý ông bà chú anh chị, bây giờ phải kiếm cái bệnh viện nào gần nhất ở đây gọi gấp cho cháu cái xe cứu thương đưa ông đi. Ê, sao mà chú liều đến mức độ mà chú rút cái dây ra làm gì chú? Bà đâu biết gì, bất thờ thấy bà luôn bán quý. Không qua nổi ông giờ, ông yếu luôn rồi, mắt lờ đờ luôn rồi. Hồi chiều giờ đó, hai lại xe cho chú. Vậy thì ông này mà để nữa là ông đi luôn. Nội chú có thấy như thế nào không? Sao mắt lờ lờ, mở mắt ra nói chuyện cháu đi. Nói chuyện ha, không có ngủ nha, không có nhắm mắt này ngủ luôn nữa nha. Lờ luôn rồi. Chú nói chuyện cháu đi. Không con cái, không người thân gì hết. Giờ hỏi mà không nói được, lần đâu biết được nào hỏi nha. Chút xíu, cố gắng lên chú. Đó, đi rồi đó, quý bảo chú anh chị. Đi được lên xe là mừng rồi. Dạ. Không có cho bả giới vô cái gì á, chưa vô tôi làm cho ổng kêu bả được cái giới cái gì á. Rồi tôi rửa vết thương rồi nó bắt đầu tự nhiên cái ba cái dịch nó bung ra. Chú Đức đúng không nhỉ? Đức. Chú Đức ha. Anh Đức. Ông năm sinh năm 55 thì năm nay cũng đã sáu mấy tuổi rồi. 68, 69, 70 rồi. 70 luôn nữa chứ. 69 70 tuổi rồi đó. Ba nó chồng Tết á, ổng bị giật chi số nữa. Ừ. Bao nhiêu? 55 à. Cái gì? 55 à. 55. Đúng. 88 là 88 mấy tuổi rồi hả? Đâu. Bà nói không nghe được luôn. Cái gì? 55 à. Thì xe tới nữa, điện số điện thoại có gì đâu. Xe tới vô đúng địa chỉ đi. Thì cứ tới nữa, điện thoại có gì vô đúng đâu. Địa chỉ đây. À. Thì tới nữa điện thoại với mình cái gì đi. Biết rồi, có gì đó điện thoại. Là đang chuẩn bị là xách đồ để đi đó ha. Là lo lắm rồi đó, nhìn vậy chứ mà biết là cấp đồ để chuẩn bị là đi là với chồng nữa là quyến bà của chú anh chị nè. Tội nghiệp không, bây giờ là không có con có cái, không có bà con họ hàng, không biết kêu ai luôn. Giờ số điện thoại thì có đó, không biết là gọi cho họ như thế nào luôn. Có mang quần áo, mà quần áo của chú không cần đâu, mang cái gối được rồi ha. Gối à? Rồi cái gì trong đây nè đây? Gối mền. À. Rồi vậy là được rồi. Vậy là vô đó là đủ rồi đó. Ông này không đưa là ông đi luôn, cứ mà xe cũng chờ chút. Hình này là của ai đây? Má ổng. Má ổng ha? Má ổng. À, là mẹ của chú Đức đây nè. Ừ, Đức á. À, là mất rồi ha? Mất rồi. Rồi chú Đức có bao nhiêu người anh em? Có ba người anh em. Chết rồi. Ba người anh em? Chết rồi. Chết hết trơn rồi? Chết hết trơn rồi. Rồi là chết hết trơn rồi, còn mình ổng thôi. Rồi cô bao nhiêu, cô bao nhiêu người anh em? Cô mấy người đang hồ chồng ở hai người đây nè. Hai người anh em, rồi giờ hai người đó đâu rồi? Ở đi. Nhà. Đang ở nhà. Ở nhà. Ừ, giờ gọi họ lên đây cứu chồng được không? Không. Không được hả? Không, họ không lên đâu ha. Không. Trời ơi. Cái quần áo là bà chạy vô đi nè, cất đi nè. Còn cái này là cái gì đây? Đồ cũng à, cái cây nạng chống. Đi là cũng phải chống gậy. Chống gậy chứ mất
Gạo là người ta cũng cho đây, các bạn chú anh chị này, người ta cũng thấy thương, người ta cho gạo ở đây nè. Gạo thì chắc là không thiếu nè, gạo dầu ăn nước mắm này là đồ người ta cho hết đây, các bạn chú anh chị nè. Chứ không không có đâu mà mua nhiều như này đâu. Đó là gạo này. Là bà con ở đây họ cũng thương họ cho đó. Đó, tủ lạnh là đồ đạc thì cũng có đồ ăn nước uống, nói chung là hai ông bà đi bán vé số thì cũng ổn đây này, nhưng mà bây giờ là ông bệnh như thế này. Là lúc nãy đi xin được hàng xóm cũng được vài triệu ở trong đó rồi. Trời ơi bây giờ nó cứ xì ra như thế này. Để bên vệ về vệ sinh cho lên xe ha. Được bác sĩ họ làm, mình làm sao mà làm được. Bây giờ có gọi cho con xuống đây được không chú? Nó bỏ chú lâu chưa? Không có con cháu. Không có con cháu. Ông có cháu mà không có con. Không, à có cháu mà không có con. À. Không có à. Ở đây là vợ hai của chú hả? Dạ. Vợ đầu là ở đâu rồi chú? Đây là ở Cà Mau. Vợ đầu ở Cà Mau. À, tức là người thân của chú bên con cái bên vợ đồ là bây giờ nó đang ở dưới Cà Mau á. À, đây là bà hai ha, bà hai này không có con. Ở bà hai được lâu chưa chú? Mấy năm rồi ha? Hai mươi mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi thì có con cái có gặp mình không? Không có quá gặp, không có coi. Con bà đầu á? Không gặp. Không gặp ha? Không có con. À, là bà đầu cũng không có con luôn. À, rồi bà hai cũng không con. À. Giờ Cà Mau thì người thân của chú rồi còn ai? Hậu Giang á. Một thằng. Một thằng. Ở Kiên Giang. Ở đâu chú? Ở Kiên Giang. Kiên Giang. Thằng đó là chú đó là cái gì? Đó là cái. Là em của chú. Em của chú ha. À, em trai đó. Có thằng một ha. Bây giờ là chú ấy hình như là nghe là đang cấp cứu dưới đó ha. Hả? Em tám. Em tám đang nằm nhà thương. Đang nằm nhà thương luôn, rồi bây giờ làm sao ổng lên đây ổng chăm chú được. Ổng biết chú bị như thế này chưa? Biết rồi ha. Để hy vọng là người thân của chú ở dưới quê mà có ai mà nhận ra chú ở đây thì chú Đức đây nè, thì có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp lực tàng nha. Bây giờ là trong cơn thập tử nhất sinh như thế này rồi là chú gọi như là nếu như mà không đưa bệnh viện gấp là chú đi luôn á. Ngày hôm nay là cũng may mắn gặp được lực tàng thì lực tàng chơi liều luôn nè. Đưa chú vô trong bệnh viện thì may hy vọng là người thân mà nhìn thấy được thì có thể liên hệ để mà có cái hướng để trợ giúp. Có thể lên đây chăm nuôi chú rồi này kia giúp cho lực tàng thôi. Còn kinh phí lực tàng sẽ lo cho. Bây giờ là lực tàng sẽ trích quỹ ra trước để đưa chú đi mua bệnh viện nhập viện là để xử lý cái đã. Phải có người thân với bây giờ cô vợ là quá khờ như vậy làm sao mà chăm được chồng. Là hôm bữa là mổ xong một ngày, ngày hôm sau chú trốn về luôn ha. Là bệnh viện họ nói như thế nào mà chú trốn hay là làm sao? Không nói gì chứ. Không nói gì mà sao chú lại về nè? Hả? Tôi đưa lại mình á. Sao? Tôi đưa lại mình. Người ta lơ là. Lơ là? À, tức là người bệnh viện người ta lơ là, người ta không quan tâm chú. Chú phải. Chú lấy là chú về. À, rồi về rồi mà làm sao mà chú đi ra được cổng bệnh viện mà chú về được hay dữ hả? Đang lắm. Là lúc đó chú đang đi được đúng không? Rồi bây giờ là về là nằm thiệt không đi được nữa ha. Vậy vậy? Đúng lý ra là chú phải ở trong đó để cho bác sĩ rửa vết thương, để bác sĩ lo cho chú. Nếu như mà ấy thì từ từ bác sĩ mới làm, chứ lơ là thì làm sao lơ là được. Bác sĩ lơ là. Hả? Bác sĩ lơ là này kia. Bác sĩ lơ là này kia ha. Rồi rồi chú buồn quá chú về. Tiền lúc đó là được bao nhiêu tiền, cầm thì được bao nhiêu tiền? Con triệu mấy thôi ha, mà vô tạm ứng 1 triệu rồi ha. Là còn được mấy trăm. Sau đó là
Bây giờ vô bệnh viện đó người ta bảo người lấy tiền đóng tiền, lấy tiền đâu ra đóng thế nào hả? Giờ đi bệnh viện khác, trốn bệnh viện đó đi ha. Trốn bệnh viện để đeo khẩu trang cứ vào chú anh chị ngồi đây hít hết cái chất độc của chú vô người rồi. Cũng hỏi sơ sơ để cho quý ông bà của chú anh chị nắm bắt về cái tình hình là chú như thế nào. Bây giờ là hai vợ chồng sống trong cô quạnh trong cái phòng trọ như này, gọi như là đây đúng mới thực sự là nằm chờ chết đây nè. Chứ thấy là YouTube đưa lên là cứ chờ chết mà đang sống giải đành đạch, chứ còn chú này là không giải được nữa đâu quý ông bà của chú anh chị ạ. Chú này là đúng thực sự là chờ chết thật rồi, không còn gì nói nữa. Nằm chờ chết trong phòng trọ quạnh vắng là như thế này là đúng rồi, đây không sai nữa đâu. Đây là sự thật và trước mắt cái bà của chú anh chị là một tính mạng của một con người, cho nên là lực tàng phải gấp rút để xử lý. Nhìn này rất là ớn lạnh luôn cái bà của chú anh chị. Này chỉ có bác sĩ cứu thì lực tàng cũng chả biết làm gì được. Rồi bây giờ cứ bình tĩnh này, giờ xe vô là cháu đưa cho bệnh viện nha. Đó, đưa vô bệnh viện là chuyến này là ở trong đó, bác sĩ không lơ là hay gì thì cũng cứ nằm ở trong đó nha. Để cháu cứu nha. Chứ mà trốn đi nữa là không cứu được đâu nha, về là chết đó. Bị đau bao tử trước đó là đi khám là lâu chưa chú? Mấy tháng rồi ha? Lâu rồi. Là đến sau đây là bị đau nặng quá là vô là nó lên kế hoạch nó mổ luôn. Nó mổ nó lấy gì của chú trong đó rồi nè? Hay là nó rút hết bao tử dạ dày nó lấy hết rồi, nó tiêu rồi. Không biết nó lấy gì trong đó hết ha, mà giờ cái bụng nó sẹp lép hết ha. Thì coi như là ruột ra là đem đi nấu cháo lòng hết rồi đó. Không biết là quán cháo lòng nào mua. Bán hết rồi, đang nói này chắc quý ông bà của chú anh chị ăn cháo lòng không dám ăn nữa. Quá chỉ là đau đớn luôn. Đồ đạc hai vợ chồng ở đây các cũng khá lâu rồi cho nên là cũng có đầy đủ đâu quý ông bà của chú anh chị. Người ta cho ha. Ở đây thuê trọ đây lâu chưa chú? Bao nhiêu năm ở đây rồi chú? 7 năm ở phòng trọ này rồi ha. Là hai vợ chồng đi bán một ngày bao nhiêu tờ vé số? 300 mấy tờ. Ồ, vậy thì dư giả sống đó, ha. Và Trang. Vợ là tên Trang, chồng là tên Đức. Trang Đức. Tiền lúc nãy là vô bà sợ mình lấy và cái bô bô rồi đó. Cầm không biết là vô bệnh viện nó móc chắc luôn đó. Đúng, hả? Thì vé số nó giật hết thì chắc là vốn cái tiền đó là tiền vốn vé số thì bán được với lại tiền người ta cho đó. Xe cũng hơi lâu nhỉ. Bây giờ là vô đúng giờ cao điểm thì xe nó hơi lâu. Tí nữa tiền bạc này đưa cho ai đó giữ đi. Chà, cái túi đó mà. Đúng rồi, nhét kính vào trong người á, nhét sâu vô. Nó rơi mất rồi, người ta lượm mất là xong luôn. Tiền nặng quá bỏ vào đó tụt cả quần rồi, đi là tụt quần á. Trời ơi, hai vợ chồng gầy nhôm gầy nhắt luôn, cái mà chú nhìn chị thấy xương không? Ăn không dám ăn. Ăn rau gì không ăn, chỉ ăn cơm thôi. Thật sự thì khi mà đi vô bệnh viện thì cũng phải có tiền để mới xử lý được, chứ không có tiền là cũng nguy hiểm. Chắc đến rồi đó. Chắc là xe cấp cứu đến rồi đó, cái mà chú anh chị phải đưa chú đi gấp thôi. Đưa chú đi gấp rồi. Xe đến rồi ha, cứ yên tâm ha. Chuyến này gặp cháu là cháu cố gắng cháu giúp cho nha. Đừng có suy nghĩ gì nha, đừng buồn nha. Đau đớn này cố gắng gắng chịu một chút xíu ha. Thôi rồi, cảm giác như thế nào rồi? Chú có thấy như thế nào không? Sao mắt lờ mở mắt ra nói chuyện cháu đi. Nói chuyện ha, không ngủ nha, không có nhắm mắt này ngủ luôn nữa nha. Từ từ chờ chút xíu xe đến nơi rồi. Để người ta khiêng chú đi. Đưa ông đi nhanh, không có ông nằm, ông không nói được nữa là ông nằm luôn rồi, đờ luôn rồi. Lờ luôn rồi. Trời, anh qua xe đến đi anh. Căng rồi. Tình hình là. Chú nói chuyện cháu đi.
sao còn tỉnh không hay là gì rồi đó hả chú? À, đừng có ngủ luôn nha, xe tới đây rồi. Ồ, thấy sợ luôn, cứ vào của chú anh chị ơi. Đây rồi, xe đến đây rồi chú ơi, xe đến đây rồi ha. Ừ, bác sĩ đến đây rồi. Sợ hả? Đứng tí đứng lại một góc cho bác sĩ vô, không quay bác sĩ nói vậy đó. Bác sĩ xe đến đây rồi, éo đến đây rồi. Chà. Làm sao? Chị đi đâu hả? Gạt cái gì? À, kêu bà ngồi xuống ha. Rồi từ từ, xe đến rồi từ từ, ngồi xuống đi, đi lại là vấp té ngã nữa bây giờ. Lần đầu tiên trong đời gặp những cái ca này là cái ca phải nói đến là lực tạng hồi hộp rồi ép tim kinh khủng khiếp luôn, này là cứ mà cũng như vậy. Ông này mà để lại chậm là chết, chắc chắc luôn, không sai đâu tí nào hết. Để xe đến đây rồi, để coi bác sĩ họ sẽ làm như thế nào. Cái hẻm này xe không vô được là phải có người phải khiêng chú ra đây này. À, có băng ca ha, đưa băng ca vô đẩy. Thì chỉ quay được những cái hình ảnh này cho quý bà của chú anh chị nhìn thấy này, hình ảnh của chú với bà ở đây thôi. Mai mốt vô bệnh viện là rất là khó để mà quay đây này. Bây giờ là hy vọng là quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy hình ảnh chú như vậy là cố gắng là chung tay với lực tàng để trợ giúp cho. Giờ tiền bạc thì chưa có một cái clip nào lên cho nên là không biết được tiền bạc như thế nào nữa đây. Bảo hiểm không có là tiêu tốn khá nhiều tiền. Cho băng ca vô đây đẩy mới được. Để bác sĩ vô ấy đi đó. Bác sĩ đến đây rồi. Để bác sĩ vô lau dọn cái chiến trường ông chú này cái. Không, ông rút cái giày ra đó anh bác sĩ ơi. Một không biết bệnh viện nào luôn mà. Đây à, bà khờ luôn. Bà khờ, bà không biết gì luôn. Không con cái, không người thân gì hết. Giờ hỏi bà không nói được, đâu biết được nào hỏi nữa. Vậy rồi ai ở nhà này với đó, hai bà chồng. Trời ơi. Cô tên gì? Đưa giấy căn cước. Có căn cước, có chứng minh. Đây, ông cước với bảo hiểm y tế, có bảo hiểm. Không có bảo hiểm, ông này có chứng minh thôi chứ chưa có làm căn cước. Để căn cước đi. Đưa căn cước, đưa chứng minh lại đây. Để cứu chồng, để cứu chồng nhanh. Ông đau. Đau cũng phải chịu chờ. Để bác sĩ lau, để bác sĩ lau nha. Rồi chờ chút xíu. Cố gắng lên chú. Xong rồi. Cố gắng lên. Rồi, xong rồi. Bà cầm đi. Xong rồi. Bán giấy số tội nghiệp quá, chừng ngu ngẩn bà. Nhà bà thuê đây chứ đâu có nhà đâu. Không có tiền bạc gì, không có ấy, kêu gọi em xuống, em nhà từ thiện em xuống, em đang kêu gọi để giúp chú nè. Cái gì anh? Bịch. Đây, bỏ đại vào đây đi bác sĩ. Xếp lại cho bà tiền bạc chứ không có là bà đi là người ta giật mất đó chứ, vô bệnh viện là mất đó chứ. Đây là của bà. Không, cái chứng minh á, ông có cái chứng minh. Ô, đây thẻ bảo hiểm hay gì vậy? Ô, này thẻ của bà. Bà có bảo hiểm, ông không có. Có nè, không có. Ủa đây, tôi làm giùm cho. À, ông có luôn hả? Được rồi, cái đó gọn lại cho bà. Ôi, cha may quá, ông có bảo hiểm rồi nè. Quan trọng có còn hiệu lực hay không nữa chứ. Càng tốt cho ông thôi. Ừ. Tốt cho bà con, tốt cho những người kêu gọi đây này. Ông có ngàn nào đâu, được lấy như đó đó. Hai bà chồng nó mới như đó. Ông là Sơn Đức rồi, đúng không? Đúng rồi. À, có cái cành, có cái bảo hiểm rồi, cứ bảo cho anh chị ạ. May quá. Cái gì kêu lực hoài, bà có biết mẹ gì. Có bảo, hy vọng là đang còn hiệu lực. Bảo hiểm còn hiệu lực không chú? Lên trả cho người ta quét thôi chứ sao giờ. Chú mổ cái bụng ở đâu vậy? Bệnh viện nào vậy, nhớ không? 115 hả? Bây giờ mình không vô 115 vô bệnh viện khác được không? À, bác sĩ. Rất là khó đó, để chắc vô lại 115 đi nó sẽ có sự hồ sơ cũ chứ vô bệnh viện khác. Tại vì bây giờ là trốn viện không tiền, trốn viện. Giờ vô đó là lấy tiền đâu đóng.
thì cấp báo bệnh viện là nhà nghèo khó khăn gì đó để người ta tính tiếp, chứ người ta có phòng công tác xã hội riêng của người ta. Công tác xã hội ha. Đúng rồi. Không biết là ai sẽ làm cái thủ tục đó để giúp cho người cô chú đây nè chứ. Được rồi. Bà đừng cái ấy, người ta không có lấy tiền của bà đâu. Lo ổng cũng lo tiền không mà. Ông mà để qua đêm này chắc ổng đi luôn. Đó. Tiền của bà ai lấy? Bà sợ lấy tiền bà không à? Ừ. Cách cho kỹ đó, không có vô đó là giữ giữ rồi mất. Bà không biết xài chứ ấy rồi. Ừ, bà ơi, xong rồi chút nữa. Để đó. Ừ. Bằng của xiết. Bằng lại không hợp cho bà, không hợp cho bà xiết không? Ăn sơ sơ thôi, cho đi bệnh viện cái đã tính. Dán đi anh Đức. Vì đừng sống á. Rồi phải cho thêm một người đi hàng xóm đi biết cách để đi theo ha. À, cho chị đi ha. Để biết vô đó còn liên hệ với em để tiền bạc đóng này đóng kia rồi bên bệnh viện họ thu như thế nào là báo em. Bây giờ lại xác định lại cho vô một năm. Ừ, thì nghe bác sĩ vô đi thì bây giờ họ thu bao nhiêu thì tính mình đóng thì chứ giờ biết làm sao được. Rồi vô đó trình bày với bên phòng công tác xã hội ha. Đúng rồi. Trình bày công tác xã hội cho ổng chứ. Bây giờ mình đi chỗ khác là ta sẽ làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu hết luôn. Tốn tiền dữ nữa. Ừ. Biết rồi. Bữa vô người ta tạm ứng mới có 1 triệu thôi. Mà người ta mổ luôn cho được ngày trước, ngày sau trốn về. Về có cái bọc đựng đó, ông rút ra đó. Bây giờ nó mới... Tụt luôn hả chú? Không, cái đó bình thường, không có tụt. Cái đó bình thường. Trời ơi, thấy lúc nãy ông thiếu cái mắt, tưởng ông không mở ra nữa chứ. Tưởng ông đi luôn rồi chứ. Ông mổ mấy ngày rồi. Bữa mùng 6 về đó. Có cái giấy tạm ứng đưa cho bác sĩ luôn. Lấy giấy tạm ứng luôn. Mùng 2 hả? Mùng mấy đưa ông vô á? Mùng 3. Hả? Mùng 6 thì hôm nay là 14. Hôm nay âm là 14, đúng không? Mấy ngày nữa à? Mới mấy ngày thì ông mới đang sống như thế này chứ để thêm tuần nữa chắc ông mục luôn rồi chứ. Tới luôn, tới đâu này nằm là đi luôn. Giờ nó xì chết dịch ra chắc nó tùm lum ở trong bụng này. Trong bụng nó nằm trong cái này là nãy xì ra thấy phân. Thấy phân hả? Có khi nào phải mổ hết ra lại không bác sĩ? Đó, lên chợ tiếng trên bác sĩ chợ tới điều trị biết rồi. Trời ơi. Để mà giờ nó mổ lại cái nữa là chết luôn rồi chứ. Rồi, bây giờ đi ha. Rinh là giờ ông đau đây nè, rinh nhẹ nhàng. Đi nha, đi bệnh viện nha. Em chân giá. Rồi, đi lên. Cái đầu hút cái này nha. Rồi. Dạ dạ lên lịch tài nhé. Xích xích xích. Để bỏ lên cái mồi nè. Rồi. Kéo qua xuống rồi. Từ từ cho ông thấy bác sĩ là có mùa xuân rồi. Cứ bình tĩnh. Đâu? Bình thường không sao. Dạ. Mẹ tháo đâu giờ. Tháo ra nó mới bị. Bình thường cũng bị luôn, không chăm sóc vết thương nó nhiễm trùng là còn nguy hiểm nữa. Tay rút ống ra nó dung dịch nó không ra được. Dạ. Bỏ nó khổ chỗ đó đó. Rồi đi. Rồi cái cô nào đi theo đâu? Chỉ quậy là. Lên xe luôn, lên xe ngồi xe luôn đi rồi em chạy theo. Mình lên bệnh viện luôn đi coi bước đầu người ta xử lý như thế nào cho ông nhập viện lại. Rồi lên xe mày luôn. Chút này chạy xe. Mày chị hai lên xe cấp cứu với ổng luôn. Đúng rồi, cho bà lên xe cấp cứu ngồi luôn đi. Tao cũng lên xe cấp cứu mình chạy chú đi luôn trên xe cấp cứu. Mang nón đi, tí nó mang nón đi cho ông về. Chà, thưa quý ông bà, chú chị thấy lực tàng đi cứu người căng chưa? 7 rưỡi tối nè. Ông chạy biến rồi đấy, chạy biến quỵ mà đường ấy. Phải không? Bị đột quỵ một lần rồi hả? Đột quỵ lần rồi. Nhưng mà vẫn đi bán cái số được. Vẫn đi bán, đi vào trong tay, đi yếu. Nếu không rồi ông bị đau tử ấy, ông bị đau tử ấy. Dạ.
Trời, không uống nữa, không có tiền uống thuốc đau bao tử. Dạ. Ừ, xong bắt đột quỵ đi bán này, người ta quỵ cũng đấy, người ta mới cho tiền. Cho tiền nên nằm nhà thương có 2-3 ngày rồi lại đi về. Dạ. Đi về chống gậy đi bán cái số chứ đâu rồi. Quá liều luôn. Cái này không ấy là đi là đứt luôn. Cô lên xe đi cô. Lên xe ngồi đi. Lên nó rồi con lên con gặp. Lên gặp rồi con giải quyết rồi tiền bạc như thế nào đó rồi con tính. Rồi, con lên đi. Lên xe này ngồi đi. Vô đó hỏi thì không có con cái, không có bà con, người thân gì nha cô nha. Cứ nói với bệnh viện rồi con lên sau. Này là đang thẳng vào khoa cấp cứu đúng không bác sĩ? Đúng rồi. À, khoa cấp cứu bệnh viện 115. Cho vô 115 chứ họ nói mà bây giờ đi bệnh viện khác thủ tục làm lại là rất là phức tạp mà tốn nhiều tiền nữa. Vô 115 đi rồi thôi được rồi. Thì vô trình bày là như vậy thì chắc họ nắm mắt rồi. Đây nè, đi đường này nè. Thôi rồi. Đó, đi rồi đó, quý ông bà chú anh chị. Đi được lên xe rồi là mừng rồi. Bây giờ lực tàng cũng rối, không biết giải quyết như thế nào luôn. Cứ cho lên xe đi rồi mình đi lên bệnh viện là mình tính. Đây đúng là cứu người như cứu hỏa rồi đó, quý ông bà chú anh chị thấy chưa? Rồi quay lại đây đi. À, bây giờ chắc Lực Tàng cũng xin tạm khép lại cái clip này ở đây để Lực Tàng đi lên bệnh viện xem có tình hình như thế nào, rồi Lực Tàng sẽ cập nhật trong clip sau để cho quý ông bà của chú anh chị nắm bắt nha. Clip này Lực Tàng sẽ lên gấp thì rất mong quý ông bà của chú anh chị là đồng hành hỗ trợ giúp Lực Tàng. Bây giờ rối quá không biết như thế nào hết. Thôi thì cứ đưa vô 115 lại đi rồi Lực Tàng sẽ lên để tính sau nha quý ông bà của chú anh chị. Có tiền là cứu, có tiền là giúp thôi chứ không có cái vấn đề gì hết. Nhưng mà bệnh tình hay như thế nào đó thì bên phía bệnh viện, bên phía bác sĩ họ sẽ giải quyết. Thì bây giờ Lực Tàng cũng cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị hãy để lại bình luận góp ý cho Lực Tàng bên dưới, nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lực Tàng nha. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Khoa cấp cứu đây rồi nha quý ông bà cô chú anh chị. Tình hình là nặng rồi đây quý ông bà cô chú anh chị ơi, nặng rồi, bác sĩ nói nặng rồi, có khả năng mổ lại rất là cao đây nè. Bác sĩ nói là chuẩn bị tiền đi là phải mổ lại rồi đó quý ông bà cô chú anh chị, phải mổ lại chắc luôn. Khối u ha. À, khối u này mới mổ mà bác sĩ nói là không biết là ung thư hay không. Nếu mà ung thư mà ác á là cái túi này là chú phải sống mãi mãi với nó nè. Còn nếu mà ổn á, không ác tính á là mai mốt người ta sẽ mổ ra, người ta gắn cái hộp mô chở vô lại. Cô nói mới cố gắng khuyên ha, ở điện điều trị. Nếu mà không có được á thì cố gắng kêu gọi hỗ trợ. Chứ mà mình không giống như cái cách nào không. Tôi chắc là coi lại được đó. Nói vậy đó. Mổ là mổ rất là lớn, không phải là mổ nhỏ. Ca mổ lớn không? Bác sĩ có biết là bữa trước là bao nhiêu tiền không bác sĩ? Bác sĩ biết, tại vì cái tiền bạc bữa nay là bác sĩ không có được can thiệp vô nữa. Cái này có một bên kia bên khác nhận nha. Yeah. Quý ông bà cô chú anh chị cho phép Lực Tàng được quảng cáo cái sản phẩm mà bên phía vợ chồng Lực Tàng đang bán. Thì ngày hôm nay là Lực Tàng đem đến cho cô chú ông bà anh chị một sản phẩm cực kỳ đạt chất lượng, đạt tiêu chuẩn để phục vụ cho cái vấn đề về đầu tóc của cô chú quý ông bà anh chị nha. Thì đây là dầu gội đầu 5-in-1 và nó có rất là nhiều tác dụng đạt tiêu chuẩn. Dầu thảo mộc 5-in-1 này có tác dụng là làm giảm gầy rụng tóc, kích thích mọc tóc, dùng cho tất cả mọi lứa tuổi, người lớn hoặc là trẻ em, bà bầu sau khi sanh vẫn xài được, các anh nào mà bị nấm ngứa da đầu nha mọi người thì vẫn xài được, xài từ 2-3 chai là nó sẽ hết những cái loại bỏ những cái nấm ngứa trên da đầu của mình. Giá rất là yêu thương nha mọi người, có 260.000 thôi. Thì nó có những cái thành phần rất là tự nhiên, thiên nhiên, được chiết xuất từ cao gừng, hạ thủ ô, ưỡi bồ kết nha mọi người. Cái này là thuộc cấp phép của công ty Epon nha mọi người. Thương hiệu này là nằm trong thương hiệu quốc gia. Một chai như thế này là nó có giá 260.000 là 300ml nha mọi người.
nấm ngứa da đầu thì xài từ 2 tới 3 chai là sẽ hết nha. Vẫn gội như dầu gội đầu bình thường của mình thôi mọi người. Và đây là cái dầu gội đầu 5 trong 1 mà vợ chồng Lực Tàng đang bán, đang kinh doanh nha cô chú và anh chị. Đây là tem của sản phẩm nha cô chú anh chị. Được dán tem là sản phẩm thuộc thương hiệu của Apple nha cô chú và anh chị. Và có mã quét QR để sản phẩm là giá bao nhiêu đây cô chú anh chị nha. Thì đây là cái sản phẩm từ bên phía của công ty, cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm về những cái mặt hàng như thế này, đảm bảo chất lượng ISO Moon Bobo luôn nha cô chú ông bà anh chị. Thì rất mong được quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ vợ chồng Lực Tàng để vợ chồng Lực Tàng có kinh phí để đi đến với những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong cuộc sống nhá. Quý ông bà cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ gọi điện số Zalo, số điện thoại cũng như là Viber ở trên màn hình. Vợ chồng Lực Tàng sẽ ship hàng và giao hàng toàn quốc đến mọi nơi, mọi ngóc, mọi ngách, đến tận tay cho người tiêu dùng nha quý ông bà cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của quý ông bà cô chú anh chị về những cái sản phẩm mà vợ chồng của Lực Tàng đang bán đây. Đây là một cái niềm động lực rất lớn. Thì hy vọng quý ông bà cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi điện cái số trên màn hình nha.